Xin chào các bạn, tôi đang có mặt tại Toyota Thăng Long và hôm nay tôi muốn giới thiệu với các bạn một chiếc Fortuner với giá rất là rẻ. Fortuner màu nâu, máy dầu số sàn nhập khẩu nguyên chiếc và giá bán hiện tại chúng tôi muốn bán chiếc xe này với giá 980 triệu và sẽ tặng kèm tất cả các phụ kiện bao gồm như là ghế da này, màn hình, DVD, cam lùi, dán phim cách nhiệt xịn, chính hãng, trải sàn. Và dĩ nhiên là nó vẫn giữ nguyên cái mức bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km. Thậm chí chúng tôi sẽ tặng thêm cho các bạn 1 năm bảo dưỡng hoàn toàn miễn phí nữa. Với chiếc FG viết tắt của Fortuner máy dầu số sàn. Và các bạn lưu ý, đây chính là chiếc Fortuner máy dầu số sàn phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc. Chiếc xe này có màu nâu. Và đây là tổng thể. Hiện tại thì Fortuner đang được phân phối dưới hai hình thức nhập khẩu và lắp ráp. Trong khi đó thì toàn bộ các phiên bản máy dầu sẽ được chuyển sang lắp ráp trong nước. Và chiếc Fortuner trước mắt chúng ta là một trong những chiếc xe tồn tại cuối cùng trên thị trường dưới dạng hình thức xe nhập khẩu. Rất phù hợp cho những bác nào ở tỉnh thích sử dụng số sàn, tiết kiệm nhiên liệu, khỏe và đặc biệt là rất rẻ. Đó chính là chiếc Fortuner máy dầu màu nâu. Chiếc xe này cũng sẽ được chúng tôi hỗ trợ trả góp lên đến 85% giá trị xe. Khách hàng chỉ cần chuẩn bị trước khoảng tầm 230 triệu nếu ở tỉnh và khoảng 250 triệu nếu ở Hà Nội là đã có thể sở hữu được mẫu xe này. Đây là phần tổng thể khoang phía sau. Cánh hướng gió, đèn LED giống như trên những mẫu xe Lexus. Do đây là phiên bản nhập khẩu nên chúng ta sẽ không có sẵn camera lùi. Tuy nhiên thì khi các bạn mua xe, Toyota Thăng Long sẽ tặng một bộ DVD camera lùi theo xe. Đây là không gian nội thất và ghế thứ hai. Và một chiếc xe nguyên bản, chúng tôi chưa làm thêm bất kỳ phụ kiện gì cả. Các bạn có nhu cầu bọc lại da màu khác thì có thể liên hệ yêu cầu. Bất kể màu gì chúng tôi có thể phục vụ được. Để gặp mẫu xe này, hàng ghế thứ hai xuống, một chạm duy nhất thôi. Đó. Và chúng ta sẽ có mặt tại hàng ghế thứ ba. Hơi tối một chút. Fortuner sẽ có hai dàn lạnh điều hòa và có cửa gió cho tất cả các vị trí, đảm bảo với không khí mát mẻ trong lành cho tất cả các thành viên trong gia đình. Và chúng ta ngó qua chút về khoang cabin. Một chiếc xe thật sự là khi đầu tiên sản xuất thì nó được phục vụ cho mục đích chạy kinh doanh vận tải. Và chiếc xe này tôi nghĩ là sẽ rất phù hợp với những khách hàng ở tỉnh, những khách hàng muốn sử dụng số sàn này hoặc là có nhu cầu vận chuyển kinh doanh vận tải. Đây chúng ta sẽ có một cái vô lăng giả da tích hợp đầy đủ tất cả nút bấm, thậm chí là ra lệnh giọng nói. Và chiếc Fortuner này thì đang được sử dụng động cơ máy dầu 2.4 lít đi kèm hộp số sàn 6 cấp. Đây chính là cái CD nguyên bản theo xe này các bạn. Khi bạn mua xe thì sẽ được thay bỏ cái này ra, thay thế bằng một bộ DVD chính hãng của Pioneer, bảo hành 3 năm theo xe luôn. Ở đây dưới này chúng ta sẽ có những cái phím điều khiển điều hòa. Khu vực dưới này thì chúng ta sẽ có chuyển chế độ lái Eco, tiết kiệm nhiên liệu và Power, tăng sức mạnh động cơ. Có thêm 3 cái nút chờ để các bạn thích có thể độ thêm những cái tính năng khác nếu các bạn cần. Và tính năng cân bằng điện tử cũng đã được trang bị trên mẫu xe này. Yên tâm là sẽ không thể lật được giống như thánh lật ngày xưa nữa rồi. Ở đây nó có cái rất hay, đó chính là khay lạnh này. Chúng ta có thể để được vài chai nước và đảm bảo là lúc nào trên xe các bạn có nước lạnh để uống. Chiếc xe này thì có tính năng an toàn rất là tuyệt vời. Đó chính là 7 túi khí này, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo này, hỗ trợ phanh khẩn cấp, phanh điện tử, đầy đủ hết. Đó, những chiếc xe nhập khẩu cuối cùng tại Việt Nam và đang được Toyota Thăng Long chúng tôi bán ra. Tôi xin nhắc lại giá bán nhé, 980 triệu và đầy đủ tất cả phụ kiện. Đó, phần đầu xe rất là cứng cáp, mạnh mẽ. Mọi thông tin chi tiết về mẫu xe này, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp theo số hotline miền Nam hoặc miền Bắc để có giá chính xác nhất và được tư vấn hỗ trợ thủ tục tốt nhất. Xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý bạn ở trong những video clip tiếp theo. Xin chào.